đề nghị ban hành nghị quyết thu phí sử dụng cao tốc do nhà nước đầu tư. Theo Bộ Giao thông Vận tải, do so việc lưu thông trên 3 tuyến đường cao tốc đang vận hành là Cầu Rẽ Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, với việc lưu thông trên các tuyến quốc lộ song hành, mỗi phương tiện lưu thông trên cao tốc sẽ tiết kiệm khoảng 5.265 đồng trên 1 km, trong đó 25% tới tiết kiệm chi phí vận hành phương tiện và 75% tới tiết kiệm thời gian hàng hóa và hành khách trên đường. Ngoài ra, đối với người dân, Việc di chuyển trên đường cao tốc sẽ giúp giảm thời gian vận chuyển lên tới 60% và giảm chi phí khai thác so với lưu thông trên quốc lộ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết thêm, đường cao tốc có chất lượng cao hơn đường quốc lộ thông thường, trường hợp không tổ chức thu tiền sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ sẽ có xu hướng tập trung di chuyển trên đường cao tốc. Việc thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc là một trong các công cụ giải pháp để tăng cường công tác quản lý ngoài việc cân bằng lưu lượng xe lưu thông trên đường cao tốc và trên đường quốc lộ song hành khi thu phí sẽ có nguồn lực điều kiện để thực thi các giải pháp khác như kiểm soát tải trọng xe giám sát và hạn chế các phương tiện xe thô sơ sẽ không được phép lưu hành trên đường cao tốc giúp tăng cường hiệu quả khai thác của đường cao tốc tăng cường các lợi ích do đường cao tốc đem lại cùng với đó có nguồn lực để bảo trì nhằm duy trì điều kiện kỹ thuật của tiến đảm bảo phương tiện đi lại êm thuận và an toàn giao thông bộ giao thông vận tải đề nghị chính phủ xem xét trình quốc hội ban hành nghị quyết với các nội dung cho phép thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư, cơ chế thu thực hiện theo cơ chế phí. Đối với số tiền phí thu được nộp ngân sách nhà nước và sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách, trong đó ưu tiên sử dụng cho đầu tư, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hỗ trợ các dự án đầu tư đường bộ theo hình thức dưới hợp đồng BOT trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi phân lưu khi các tuyến đường cao tốc đưa vào khai thác.